Good morning Việt Nam. Trước hết Hoàng Vinh xin kính chào quý vị, quý bậc thân thượng hiện diện trên diễn đàn tiếng nói tự do của dân Nam. Hôm nay là ngày 7 tháng 1 2023. Dạ, còn cỡ chừng 5 phút quý vị đến giờ chúng ta thực hiện nghi lễ chào kỳ hàng ngày diễn đàn. Hello anh Trung Tính, hello anh Trinh Bắc Kình Nam, hello chị Tâm An, hello chú Tâm Mẫn. Hôm nay không biết chú Tâm Mẫn có gì không mà không thấy nhắn text chat gì hết. Hello cô dân tộc Việt Nam, hello chú ngồi nghe 2012, yeah. Lâu quá mới thấy chú vô diễn đàn lại, yeah. Ok, còn ai nữa không? Hello anh Nhật Vinh, hello anh Polo Sport, hello anh Phê quá trời, hello anh chị yêu tự do ba, hello anh chị Quế Mai, hello anh chị 4 phút 33 second, Hoàng Vinh ngày hôm qua giờ từ ngày hôm qua không ngủ được bị giấc nào vì ơi. Yeah. Ngày hôm qua là bị 4 chiếc xe dám chở nhất, trong đó cũng là mười mấy 20 mạng gì đó đi vô ăn trộm cái tiệm phở. Yeah. Cho nên 3 giờ sáng mà không phải một nơi bị, một nơi khác nó cũng bị nữa. Cái đó mình biết nha, còn nhiều nơi nữa. Yeah. Không biết tại sao lúc này nó quậy quá đi, chịu không nổi mấy đám này. Yeah. Mà Hoàng Minh nhìn kỹ lại video á, hình như không phải Mỹ Đen. Hoàng Minh biết á, ăn trộm là mấy ông mẻ không à, là chuyên môn trộm nha. Mấy ông đen á là chuyên môn cướp, là như vậy. Thời đại bây giờ là ma quỷ lộng hành quý ơi. Hoàng Minh á, đúng là không phải phân biệt chủng tộc đâu, nhưng mà thật sự là nó như vậy đó. Tình trạng bây giờ nó vậy đó. Hello chú Energy, khỏe không? Lâu không thân gặp chú anh chị. Hôm nay giao nít giống như nít ông táo vậy. Tối hôm nào không ngủ đủ giấc coi như Hồng Vinh khó thở. Hôm nay thời khó thở nè. Hồng Vinh phải ngủ ít nhất ngày là 4 tiếng đồng hồ là ok. Hôm ngày qua ngủ có 1 tiếng đồng hồ à. 4 tiếng trở lên là ok. Hồng Vinh ngủ ít lắm nha. Mà ngày hôm qua là thiếu giấc ngủ, thì làm video đưa lên rồi báo cảnh sát mà ngủ ấy, quý vị báo cảnh sát chắc không lại quý vị, báo cảnh sát rồi đó nghe, làm báo động cho ông người chủ nhà hàng đó, mà rất tiếc người ta ở ra quá xa đi. là cảnh sát không tới, mà Hoàng Vinh liên lạc với cô mà làm việc ở đó, cô manager làm việc đó, thì cổ chạy lại, cổ cầu cứu Hoàng Vinh là giúp cổ để mà bảo có người bảo bảo vệ cho cổ. Cổ cắt đồ đạc xong rồi cổ khóa lại. Vậy cũng tốt thôi. Hoàng Vinh đen đỏ gì cũng ok. Hello chú không chờ khỏe không? Nick nào cũng được, theo Vinh nghĩ nick nào ok, ăn thua mình mà. Mình đâu có coi video vúng gì đâu, lên đây chia sẻ thôi phải quý vị. Nít đen cũng tốt thôi, mình là dân đen mà, thấy không? Dân đen mà, đâu phải là, mình chỉ là người dân thôi, là như vậy. Hello chú không chợ, hello chú Biên Vắng, hôm nay gặp đủ mặt ca sĩ rất là mừng. Hôm nay cái ngày gì không biết quý vị ơi, năm này không biết năm gì nữa, mà tại sao ở Cali này bị đánh tơi bời đó quý vị ơi. Cali này á, cái khu mà ở dưới Santa Cruz á, khu cũng cách chỗ Hoàng Vinh có mấy phút rồi vị, xuống Capitola, Del Di Mar gì á, trời ơi, sóng nó đập vô giống sóng thần vô vị, nó đập nát bấy thành phố, nhà hàng rồi bay hết, lục tùm lum đó, thê thảm luôn vị, mà quý vị nhà cửa khu đó không phải rẻ đâu nghe không, sao mà mình nghĩ tới 2 triệu bạc là easily á, mà sóng gió đập nát bấy á vị, cái khủng khiếp thiệt. Ok, còn ba chục sắc anh vị. Hello anh chị Hoàng Long 29 mới đến diễn đàn. Hello anh chị Cerebro, ok mới đến diễn đàn, mời quý vị đưa bàn tay tăng thương lên để mà chúng ta cùng nhau thực hiện nghi lễ chào kỳ. Trong ngày đầu ở Việt Nam, hôm nay là ngày đầu. Còn thêm mấy chục second nữa. Cũng nhờ anh Trung Tính post lá cờ hôm nay. Hôm nay biết còn mình bị cái chứng gì mà nói chuyện không ra hơi nữa rồi. Anh Trung Tính ready chưa?
Anh sợ anh Trung Tính hay té không nghe không? Anh Trung Tính đâu rồi? Cái nít anh đang còn 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 đây mà thấy anh chưa đưa đưa bàn tay lên thôi. Ok, mời quý vị, những ai còn chiếc máy xin mời quý vị đưa bàn tay thân thương lên để chúng ta bày tỏ kính trọng đến lá cờ tổ quốc dân tộc chúng ta, đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Hello chị Phong Lan, chị Phong Lan đấy cũng đúng giờ. Mời bàn tay chị Phong Lan, cảm ơn bàn tay chị Phong Lan rất là nhiều. Ok, đến giờ vị nghiêm chỉnh chào lễ chào kỳ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Niệm để ghi nhớ công đức tiền nhân các anh hùng dân tộc vị quốc vong thân, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, phút mặc niệm để thương xót cho hàng ngàn đồng bào chúng ta chết đớn đau trong vùng kinh tế mới. Các chiến hữu đã gửi thân xác lại hốc núi ven rừng trong ngục tù cộng sản. Phúc mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn trên đường tìm tự do đã gửi thân lại vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. Và sau hết, phúc mặc niệm để thương tiếc cho những thân xác Việt Nam đã vùi chôn nơi xứ lạ quê người. Phúc mặc niệm bắt đầu. Dòng xưa mẹ đông đầy ngọn vàng phất phới.
quyết với phong trần đấu tranh. Gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ốm sơn hà. Ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dân tràn, muôn triệu người cùng đứng lên. Máu anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh phong sơn. Bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng xưa mẹ đong đầy, ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt quyết phong sơn đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ốm sơn hà. Ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dân tràn, muôn triệu người vùng đứng lên. Ta dân Việt quyết phong sơn đấu tranh, nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Ôi dạ vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều vừa đến diễn đàn tiếng nói tự do của dân Việt Nam để thực hiện nghi lễ chào kỳ hàng ngày diễn đàn. Cảm ơn quý vị, cảm ơn bàn tay của chị Tâm An, cảm ơn bàn tay của chị, anh chị Tim Bắc Cành Nam, anh chị 4 phút 33 second, anh chị yêu tự do ba, chú ngồi nghe 2012, hôm nay đổi màu đen lại rồi. Dạ, yeah, hello chú Công Trợ, hello anh Trung Tính. Dạ, yeah, cảm ơn anh đã post lá cờ rất là đẹp ngày hôm nay. Cảm ơn bàn tay chị Phong Lan 54 nữa. Dạ, yeah, để Hoàng Vinh mạn phép remove bàn tay quý vị và chúng ta cùng nhau thực hiện sinh hoạt live quý vị ha. Quý vị có thông tin nào là mới đây thì mời quý vị lên chia sẻ. Dạ, yeah, để Hoàng Vinh clear đó. Ok, rồi clear xong rồi. Hôm tối hôm qua thì Hoàng Vinh thấy là Quốc hội của Hoa Kỳ đã dù cũng bầu ra được một người chủ tịch Hạ viện rồi. Ok, thấy bằng tay chú ngồi nghe rồi. Mời chú nghe lên ha, lâu quá không gặp chú ngồi nghe đây. Không biết có vấn đề gì không mà tại sao biến mất tiêu mấy bữa rày rồi. Ok, mời chú ngồi nghe. Ok, mời chú ạ.
Thì cũng bằng việc bà lại cũng buồn tình thành không vào bon thóc đó. Hôm nay tôi vào thì trong diễn đàn này chỉ có diễn đàn này thôi, phần đông là người Mỹ và Canada, thì Canada sát Mỹ mà thành thử tôi chia sẻ cái vấn đề mà là Đảng Cộng Hòa là lấy lại được Hạ viện và chủ tịch Hạ viện bắt đầu là thay cùng mù phù thủy vũ dài gian ác về vườn trên năng xịt tê xịt gian ác làm quyền gian ác và cái bầu cử lần thứ 15 tức Đảng Cộng Hòa bầu 15 là 15 lần bây giờ mới có kết quả là ông Kevin McCarthy làm chủ tịch Hạ viện House Speaker năng CPC không có mặt trong quốc hội, không có mặt để cho cái ông Mỹ đen là phụ tá đó là ông Hakeem Jeffries New York bà ta bây giờ là bỏ tiền ra đảng dân chủ bỏ tiền ra muốn nắm là bầu cực kỳ quan trọng người muốn nắm thêm là một nhiệm kỳ nữa làm chủ tịch Hạ viện nữa và tổng thống bù nhìn cũng dân chủ nữa cái mì phó tổng thống cũng dân chủ nữa mà gian ác những cái tên gian ác rồi sẽ chết đồ đây sẽ chết mặc dù thiền vừa giờ này gian lần cái người mà bầu lại ở địa bàn rọt ra cũng thuộc dân chủ luôn là 5149 nó thường lớn đấy nhưng mà có một vị thượng nghị sĩ là bà xin mà thấy bà chán quá bà cũng phải theo Cộng Hòa bà rút ra khỏi dân chủ rút ra khỏi lại dân chủ bà là độc lập thôi coi như là 50 lên 50 trên 49 đưa ra thì còn người nữa nó có bằng nhau nhưng mà thường viên cũng thuộc về dân chủ là vì khi mà bằng nhau rồi á thường viên bằng nhau á đang 50-50 thì cùng mù năng cùng mù cái này sẽ là chủ tịch tiền luôn khi bằng nhau đó khi mà 50-50 cộng hòa 50-50 bằng nhau nhưng mà cái chuyện mà không quan trọng cần nhất là Hạ viện giờ này là Cộng Hòa mặc dù nhẹ là trong 15 lần bầu trong cái đảng đồng Cộng Hòa mà đến cái đêm hôm qua mới có kết quả lý do là phải đủ túc số là 435 dân biểu đó trong cả hai đảng nhưng mà có một người là đắc cử xong dân biểu thì chết thì còn 354 còn 534 là 534 554 thì ai là thắng thắng nghĩa là có chia ra là đồng bằng nhau còn nếu trăm 355 á xin lỗi 500 chứ 555 thì 218 là được túc số là thắng đó là nhưng mà kỳ này ông Kevin McCarthy 216 mà là thắng vì sao tôi xin giải thích trường hợp này là vì nghĩa là trong quốc hội Hạ viện là tất cả là 535 phải thưa quý vị 535 thì ai là 218 ba trăm đúng rồi là thắng nhưng mà đầu đến ngày thứ 15 trường hợp lâu từ xưa đến nay thì có một lần nữa, nhiều khi có thể bầu lên cả trăm lần nữa trong cái đảng Cộng Hòa trong cái gì bầu một có thể trăm lần nhưng mà cái ngày hôm qua là có đêm qua là có kết quả là McCarthy Kevin McCarthy là chỉ có 216 đúng ra 218 mới thắng
mà đủ phúc số, nhưng mà 210 chỉ cần 214 là bị có 5 vị này là không còn muốn never Kevin McCarthy, không bỏ, không có bỏ nữa. Là trường hợp về thương lượng Kevin McCarthy phải thương lượng. Trước đây là bác McCarthy là đề nghị là phải có 5 vị, có 5 vị thương lượng, 5 vị đó, nhưng mà năm có 6 vị họ không muốn, họ vắng mặt, không bỏ phiếu trắng, vì bỏ phiếu trắng quá như là có bỏ có năm sáu vị này là vắng mặt luôn, vắng mặt luôn. Vì vậy là còn lại là 444, tức là năm xin lỗi khi nãy từ ngày nhầm là bạn 500 này, 434 đâu là 435 thì một vị đắc cử đương nhiệm rồi thì tự nhiên chết, còn 434 còn bầu đến ngày thứ đến qua là ngày 15 bầu trong quốc hội, bầu trong quốc hội McCarthy là phải thương lượng, có một số người họ chống McCarthy và né bờ mắt cái bên McCarthy, thành thử thương lượng là McCarthy cần có phải 5 vị nữa, nhưng mà việc cuối cùng thì chỉ cần một vị thôi, chỉ cần một vị là mà nếu cái bên McCarthy mà hứa là mà trước là muốn là năm có 5 vị nếu mà khi đắc cử năm vị thương lượng thì thương lượng không, thì nếu không thì cứ bầu luôn, bầu trở họ có thể 100 lần luôn, có thể 100 lần đó, thành thử tại bây giờ chỉ còn là 6 vị này họ không bỏ phiếu trắng mà họ chỉ tự nhiên vắng mặt là coi như còn là 408 408 vị thôi, mà 408 vị này là chỉ cần là chia hai ra, chỉ cần 214 ghế là thắng là thắng, nhưng mà là cá bên các cái thi là 216, đúng ra là 218 nhưng mà có 6 vị này họ không bao giờ họ bầu nhất quyết là không có never là Kevin McCarthy thì vậy cái thương lượng cái gì tóm lại coi như Kevin McCarthy đó quay nó rất là bầu lại thành sự là phải có hứa giao ước đàng hoàng. Như vậy là chỉ cần 214, tại sao phải là 218 mà 214, tôi cũng được tin chắc lại là 435 dân biểu thì là ai 218 cũng giống như là 218 là mới được là làm chủ tịch Hạ viện, nhưng mà có một vị chết khi mà đắc cử dân biểu xong, còn 300 còn 434 thì 6 vị nữa, 6 vị là không vắng mặt, họ có mặt có những vắng mặt không bỏ phiếu trắng, như bỏ phiếu trắng quá như là thêm một ghế, còn 6 vị họ bị dù họ vắng mặt để cho giải quyết cái xong, nếu muốn giải quyết xong đã có hóa sao để về tay dân chủ được đủ năng si bên xin lên lại sao đó, thành thế bây giờ thay vì 218, 214, nhưng mà McCarthy, Kevin McCarthy là 216 là thắng. Đương nhiên hiện giờ là chủ tịch Hạ viện, ông ta cũng đọc bài diễn văn xong rồi. Đó là bây giờ là Nancy Pelosi vũ dài gián ác làm quyền, bây giờ về buồn chơi. Mà vừa rồi không có mặt để cho cái ông phụ tá là người Mỹ đen, là Jeffrey, Hakim Jeffrey. Đó, bàn giao cái búa cho ông Kevin McCarthy. Nó tóm lại tôi chỉ nói sơ về vì trong này là phần đông là chúng ta là người Mỹ và Canada, không có những người châu Âu, vì người châu Âu ngoài ra họ cũng không để ý nữa, họ không biết đâu. Đó, thành thử nó tóm lại bây giờ là Hạ viện rơi vào tay Đảng Cộng Hòa và chủ tịch Hạ viện House Speaker là Cộng Hòa. Rồi đây là sẽ đang là tâm trong bù nhìn.
hắn tới hắn tới ba lần là một là con của tổng thống Bùi nhìn cho ba lần và điều tra cái vụ mà rút quân một cách thuận lợi bên Afghanistan, quý vị cũng nhớ không? Tháng 8 2021 là rút một cách hỗn loạn, rút quân nửa đêm một cách hỗn loạn, chết từ ba lính tiếp quân kia là một, mũi biên giới là hai, rồi sức khỏe của tông tông bùi nhìn, rồi đi đàn hạt đó là cha con, rồi mấy lần tham nhũng là hai, nước Israel là một trong 10 nước tham nhũng nhất thế giới, đó mà nước Mỹ là một năm nghe là ủng hộ viện trợ cho Israel 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ rưỡi là cha con Joe Biden, tức là cái bóp mà Hunter Biden, cái thằng bùi đời này, thằng là check này, tham nhũng này, và lấy chị dâu đừng này, lấy chị dâu này, rồi là trong cái laptop đó là tham nhũng là tiền chia ra cho bót, tức là bót đây là tấm tấm bùi nhìn, rồi đây là điều tra ra hết, rồi đây rồi còn bộ tư pháp nữa, cái con mù Lee Cheney, cha nó là Dick Cheney đã từng làm phó tổng thống thời buổi con, con này cũng trò cưng của Nancy Pelosi, giờ này cũng coi như không còn nhiệm vụ gì cả, vì thế không chơi ác hắn lắm, trò cưng con khổ nàng này là con Lee Cheney là con trò cưng của Nancy Pelosi, nó đưa cái vụ mùng sáu tháng giêng kết tội tâm nhiều tội lắm, mà đâu tâm được cái đó, bây giờ mùng sáu tháng giêng không khi mà mai bên cái tên là lụy bố ngày nay mà tôi xưa kỳ mai bên ngày xưa lụy bố ngày xưa là giết động tác cho như mình, lụy bố ngày nay là mai bên phó tổng thống đi theo đô tâm 4 năm giết đô tâm là đáng lại mạo thằng riêng lừa tâm thẳng cự, mà con người năng si tôi si có đài gian ác, nó gian ác, nó gian ác, nó biết rằng khi mà Mike Pence đã được mua chuộc rồi thì tuyên bố là Donald Trump thất cử, tấm tấm bù nhìn gian lần để làm tổng thống, vì vậy con người năng si tôi si biết những người mà ủng hộ Donald Trump mở cửa nghĩa là bỏ cuộc Capitol là trụ sở của quốc hội cho vào, mà đưa tâm ông đã tuyên bố là yêu cầu kêu gọi mọi người đều rút lui và đưa đề nghị đưa về binh quốc gia vô để giải quyết, cùng mù năng si đưa xin là ác độc nó lưu manh nó để cho người ủng hộ đưa tâm ràng vào rồi kết tội đưa tâm và sử dụng họ có đi không để vậy đưa cái mùng sáu tháng giêng 2001 để mà lên án đưa tâm. Nhưng bây giờ cái vụ đó rồi đây giờ nó giải thích bởi trước khi mà bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ bữa mùng tám tháng một năm ngoái là nó biết rồi, nó đưa ra cái vụ cuối cùng nó đưa ra nữa, mà Đô Tâm thay vì Đô Tâm là qua đầu năm mới đây này 2023 này ông một tuyên bố đại ứng cử tổng thống, nhưng mà ông tuyên bố trước ông ra ứng cử tổng thống đó là một cái con mù nắng Cyprus ác độc về cái đồ này này, nó trừ vô trong để cái đồ này là ngày trước khi vô trong tòa là tổng thống nó xin máy bay xin máy bay thì vô trong lúc đó là chính phủ đóng cửa rồi nó xin xe bớt vô trong cho trừ đó trừ vô trong nó gai ác độc của vô trong, bởi ra ác độc con mù này mắc sâu ác độc nó là cáo già, giờ này rất đài vui một cái là nó rất đài với dân về đường kê, mà con Lee Cheney còn trẻ lắm, con này mới là năm mươi mấy tuổi thôi, cha nó Lee Cheney nó cũng trò cưng, có một nó cũng nó là giờ này là cũng có chức vụ như dân biểu, cái dân biểu của chức biểu dân biểu của nó ở tiểu bang Hoa Minh cũng rất luôn, đó là nên gia ác đó là tôi vui là vui cho họ, giờ này cầm hòa lấy lại Hạ Viện và Kevin McCarthy là chốt được Hạ Viện, ông đã đọc bài diễn văn rồi chắc quý vị theo dõi quý vị biết mình cho chị xem anh nghe, đó là vui cho nó đời những con người gian ác
muốn năng sĩ bây giờ xin dân đề vương bằng chứng vừa rồi là coi có khổ như là ông năng ca bên mặc cái gì đọc bài diễn bằng liền ông chỉ là đứng lên bộ tay qua trời của đất vì vì sao đó. Nhưng mà ông giao ước có giao ước trong thuê Cộng Hòa là đến ngày thứ 15, đến ngày thứ 15, tức ngày hôm qua là thứ 15, đêm qua là 15, ngày thứ 15, thì ông chỉ cần 210, 210, ông được 214, 14, 216, 216 nhé, nhưng chỉ cần 214 là vì xuất xứ của vị đại là 435, 435 dân biểu, thì còn một người bị chết. Khi mà đắc cử dân biểu thì chết là còn 400, còn là 434. Rồi sáu vị này vắng mặt để tôi giải quyết cho xong, thành tựu là phải trừ ra là còn còn như vậy là còn như vậy là 434 à, thì chỉ hai ra 214 là thắng, thay vì 218 thì còn là sáu vị là không nó về bỏ phiếu cho ca về bằng mọi giá bỏ phiếu mà họ tìm cách họ vắng mặt, coi như vắng mặt không bỏ phiếu trắng vắng mặt luôn để giải quyết cái xong. Bởi vậy thì còn là 434 chỉ cần là 214 thay vì 218 thì 214 thì ông ca về McCarthy 216 thì đương nhiên là ông thắng. Đó, quý vị đã có hoàng dạy cái hay chưa, quý vị thấy chưa đó. Nhưng mà có giao ước đa hoàng chỉ cần giờ này á là ca bên mắc cái chỉ cần một người thôi, một người mà chống lại là coi như là bầu lại trong đảng hòa, bầu lại chủ tịch Hạ Viện đó. Mắc cái thứ thì giao ước đa hoàng đó, có một số người, một số dân biểu họ cũng chịu bỏ, không muốn bỏ cho mắc cái thứ đó. Và tóm lại, tôi chỉ tóm tắt lại, tôi chỉ nói biết trong diễn đàn này là phần đông là người chúng ta, phần đông là Mỹ, người châu Âu học nhiều gì đâu đó. Trong cái bầu cử cái Hạ Viện vừa rồi đây là rất quan trọng, cái ghế mà chủ tịch Hạ Viện nó rất là quan trọng, người đứng thứ ba, có đứng thứ ba sau tổng thống, phó tổng thống, nghĩa là năng sĩ Pelosi về buồn chơi. Con người gian ác 82 tuổi rồi, gian ác nó từ lên trong thầm tiến tới nụ kiểu luôn. Đã, con này con người vũ dài nó sẽ đi điều tra luôn rồi. Quý vị sẽ theo dõi tựa thưa quý vị trước khi bầu cử Hạ Viện, vừa rồi bầu cử giữa nhiệm kỳ, thì Hạ Viện lại rơi vào tay Cộng Hòa. Và đảng và người lên làm chủ tịch cũng bầu lại trong đảng Cộng Hòa nữa. Giờ này là coi như một kết quả. Giờ này chủ tịch Hạ Viện là Kevin McCarthy đó, như thấy không? Đây trời lắm, bốn này lắm, hai năm mụn rồi đây đôi cự nữa quý vị. Đây thẳng cử nhân Hạ Viện có quyền là đàn hạt cha con Joe Biden này à, được đưa lên như là Nancy Pelosi này, Merrick Garland này. À, Bộ Tư pháp cũng điều tra luôn, rồi bác sĩ người là khốn nàng bác sĩ Fauci, Anthony Fauci cũng bị luôn. Rồi đây là nước Mỹ là qua như Cộng Hòa này, như vậy là giải của dân chủ này, cái đảng cộng sản này á nó phá hoại nước Mỹ tan hoang hết đó, mà di dân hợp pháp này à, rồi đủ kiểu này cướp bóc công khai này à, rồi đây là cục Black Lives Matter đã ăn tí pha này sẽ lên như thế nào. Nhưng mà vui một cái là giờ này Hạ Viện rơi vào tay Cộng Hòa và đã giải quyết xong, là chủ tịch Hạ Viện cũng giải quyết xong. Xưa như cái có thể là người là trong đảng có thể là người lắm phải là ông McCarthy mới 14-15 lần thôi, 15 ngày thôi, 4 ngày 15 lần là rất lên rất xuống và giao ước. Ông phải thương lượng với các vị mà chống Kevin McCarthy. Thành bây giờ chỉ cần một người thôi, một người chống là Kevin McCarthy, có hứa là chỉ rất lên là xin là thương lượng là 5 người. Nhưng bây giờ chỉ cần một người, là một người trong cả Cộng Hòa chống là tay nó mất, tay mặt Kevin McCarthy đó.
Nhưng mà những người đó là có Donald Trump trong đó, là Donald Trump theo đường lối của Donald Trump nữa. À, còn bên Thượng viện thì cái bà khi mà bà này bà giờ theo được bà cũng theo cộng hòa, theo đường lối mắc ra của Donald Trump là coi như là 50/49, à, 49 đối với có một người đó thì bốn là 49/49, à, còn 49/49 là thượng viện. Nhưng mà quan trọng nhất là hạ viện, hạ viện có quyền đàn hạt, à, rồi đây quyền thay như thế nào, ok ha, tôi chỉ thưa quý như vậy thôi. Lâu nay không vào, bây giờ có kết quả tôi mới vào diễn đàn để mà chia sẻ với quý vị, đó là tin vui. À, rồi lấy đây để từ đây đến đây thì ngày đến năm 20 tháng 11 năm 2024 nó bầu cử tổng thống nữa, có chơi là đứa tâm thì có đứa tâm mà cứu nước như này, à, cứu cả thế giới luôn, à, và chơi đứa tâm này cái con ngủ nắng xin nó có thù đứa tâm thấu xương luôn, cái tề nó xé cái bài diễn văn của đứa tâm sau lưng đứa tâm là tề đó rất là bực. Đàn bà mà con mắt xù rất gian ác, tôi xưa giờ mắt xù gian ác là 82 tuổi mới được gian ác như vậy. Nhưng giờ kỳ này nó về vườn chơi, có thể bây giờ trở lại dân địa, giờ nó có quyền hết đó, bỏ đó gì bằng nó để cho cái ông Mỹ Đen là Jeffrey này bàn giao vụ cho Kevin McCarthy. Ok, đó là những gì tôi thưa quý vị, tôi vui là tôi trở lại diễn đàn như vậy đó. Đó. Ok, trả lại mic cho Hoàng Vinh nha. Ôi dạ vâng, cảm ơn chú Energy rất là nhiều. À, vậy cũng là tin vui đầu năm, à, chú Energy, à, tin vui. Không sao, chúng ta đã đi qua cái đường hầm tăm tối rồi, à, bây giờ ánh sáng sẽ đến với nhân loại nha. Hy vọng như vậy chú Energy. Dạ, mà mấy bữa nay chú Energy bị bà hàng xóm bắt cóc đâu chứ, bị mất tiêu chứ. À, thấy trở lại diễn đàn rất là mừng. Ok, diễn đàn lúc này vắng quá. À, ca sĩ cũng mà bị bắt cóc mà ai cũng bị bắt cóc hết. À, dạ, yeah. À, mấy bữa đây.